Những khối đá xẻ có kích thước 20×20cm, dài 1m rồi xếp thành khối lớn. Ở lớp thứ 3 từ dưới lên, tạo khoảng trống ở giữa. Xung quanh gắn silicon rồi nhét nhiều gói ma túy bên trong, mỗi gói khoảng 1kg. Sau đó tiếp tục xếp các khối đá khác lên trên, mỗi khối đá nặng khoảng 2,7 tấn. Với thủ đoạn này, máy soi chiếu không thể phát hiện ra ma túy bên trong. Đây là lần đầu tiên có một chuyên án mà người Hàn Quốc và người Trung Quốc câu kết với nhau và cũng là lần đầu tiên các đối tượng dùng đá xây dựng để giấu ma túy. Nếu không bị phát hiện, số ma túy sẽ được chuyển sang Hàn Quốc, một thị trường mà từ trước đến nay chưa phát hiện. Đầu tháng 7 năm 2020, Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhận được thông tin là có đường dây vận chuyển ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh đi Busan, Hàn Quốc. Cầm đầu đường dây này là một đối tượng người Hàn Quốc, sống lâu năm tại thành phố Hồ Chí Minh, có vợ hờ là người Việt Nam. Nguồn tin trinh sát báo về, để thuận tiện cho hoạt động buôn bán ma túy, hắn đã thành lập công ty xuất khẩu hàng sang Hàn Quốc, có kho xưởng gia công để cất giấu ma túy tại phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trước thông tin trên, đoàn 2 đã báo về Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để chỉ đạo Đoàn Phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam phối hợp điều tra xác minh. Chỉ ít ngày sau, chân tướng ông trùm đã được làm sáng tỏ. Kim Sun-sik sang Việt Nam du lịch, quan hệ với Huỳnh Thị Hoa Trân là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn máy và thiết bị công nghiệp APE có trụ sở tại 529A Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để làm bình phong cho việc vận chuyển ma túy sang nước ngoài bằng đường biển. Vốn là cảnh sát ở tỉnh Busan, Hàn Quốc, nhưng vì tha hóa biến chất nên Kim Sun-sik bị cho thôi việc. Cũng vì có nhiều năm làm cảnh sát bẩn nên Kim Sun-sik rất ma cô, xảo quyệt và có vô vàn thủ đoạn để quản lý đàn em, cũng như có các chiêu bài nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Hỗ trợ cho Kim Sun-sik và Huỳnh Thị Hoa Trân còn có một số đối tượng quốc tịch người Trung Quốc và Hàn Quốc. Ma túy được các đối tượng mua từ khu vực biên giới, sau đó vận chuyển về cất giấu tại chung cư Katavin. Khi thời điểm thích hợp, sẽ chuyển ma túy đến kho đá Granite ở Kha Vạn Cân, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chuyên án có đối tượng đa quốc tịch, gồm cả người Việt, người Trung Quốc, Hàn Quốc là một khó khăn để có thể tiếp cận và xác minh. Các đối tượng trốn khai báo tạm vắng, tạm trú bằng cách thường xuyên thay đổi địa điểm nơi ở. Vì vậy, các trinh sát của đoàn 2, đoàn 3 phải cải trang để theo sát hoạt động nhưng đồng thời cũng không bứt dây động rừng. Ngày 7 tháng 7 năm 2020, chuyên án mang bí số A720P được xác lập do Cục Phòng chống ma túy và tội phạm và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đồng chủ trì. Các đơn vị đoàn 2, đoàn 3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh, Cảnh sát cơ động Bộ Công an và Tổng cục Hải quan được huy động tham gia phá án. Tại kho đá, lợi dụng đêm tối không có người làm, Kim Sun-sik cùng các đối tượng cất giấu ma túy vào trong các khối đá granite. Chúng sử dụng các thanh đá xẻ có kích thước là 20cm x 20cm, dài 1m, xếp chồng lên nhau. Sau khi xếp 3 hàng đầu tiên, chúng tạo khoảng trống ở giữa, xung quanh để khối đá kích thước ngắn hơn rồi gắn silicon. Bên trong, chúng nhét từ 8 đến 12 gói ma túy, mỗi gói trọng lượng khoảng 1kg. Sau đó tiếp tục xếp các thanh đá khác lên trên. Liên tục từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7, nhóm đối tượng đã đóng thêm các kiện đá granite đủ số lượng làm thủ tục xuất khẩu như các chuyến hàng trước. Dự kiến đêm ngày 18 tháng 7, các đối tượng sẽ chuyển lô ma túy trên ra cảng Cát Lái để làm thủ tục xuất khẩu đi Hàn Quốc. Trước diễn biến nhanh của chuyên án, ban chuyên án liên tục họp bàn, phân tích để bố trí lực lượng và chỉ đạo phá án. Ban chuyên án huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Cục điều tra chống buôn lậu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hồ Chí Minh chia làm 7 mũi theo dõi mọi di biến động của các đối tượng trong chuyên án. Khoảng 21 giờ đêm, Kim Sun-sik trực tiếp chỉ đạo các đối tượng dùng xe nâng vận chuyển các khối đá cất giấu ma túy
đưa vào container. Sau khi vận chuyển xong 12 khối đá, tổng trọng lượng khoảng 30 tấn, Kim Sun Sik trực tiếp niêm phong, sau đó chỉ đạo lái xe vận chuyển ra cảng Cát Lái. Một mũi trinh sát bám sát xe container, các mũi khác tiếp tục bám sát các đối tượng trong đường dây. Thực hiện kế hoạch phá án, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 19 tháng 7 năm 2020, tại cảng Cát Lái thành phố Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tạm giữ lái xe và khám xét khẩn cấp đối với container mang số hiệu GAOU2013482 khi các đối tượng vừa khai báo thủ tục hải quan. Hàng đã được niêm phong kẹp chỉ, container chuẩn bị được đưa xuống tàu xuất đi cảng Incheon, Hàn Quốc. Kết quả thu giữ gồm 40 gói metafetamin khoảng 40kg, giấu trong 4 kiện đá hoa cương. Ngay sau khi phát hiện ma túy, ban chuyên án đồng loạt chỉ đạo 6 tổ trinh sát khống chế, bắt giữ 5 đối tượng khác trong đường dây. Trong đó có 2 đối tượng người Hàn Quốc, 2 đối tượng người Trung Quốc và 1 đối tượng người Việt Nam. Đồng thời kiểm soát các địa điểm nghi vấn cất giấu ma túy. Khám xét các địa điểm trên, lực lượng chức năng thu giữ 7 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 27 viên ma túy tổng hợp và một số tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội ma túy. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Các đối tượng cũng thừa nhận đã từng vận chuyển 5 lô hàng sang Hàn Quốc, trong đó có 3 lô hàng chứa ma túy. Ngay sau khi kết thúc giai đoạn 1, nhận định đây chỉ là một nhánh nhỏ trong đường dây mua bán ma túy số lượng lớn xuyên quốc gia, có sự móc nối cấu kết của nhiều đối tượng ở các tỉnh thành. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Cục điều tra chống buôn lậu tiếp tục tập trung các lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra mở rộng triệt để đường dây tội phạm ma túy này. Từ tài liệu có được, ban chuyên án xác định đối tượng Kim Sun Sik chỉ đạo đàn em lấy ma túy từ đối tượng Lê Hồ Vũ, tên thường gọi là Trương Trúc Nhơn, sinh năm 1987, giúp sức cho Lê Hồ Vũ, còn có Nguyễn Chí Thiện, cả hai đều đang sinh sống tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn 10 ngày đêm không nghỉ, giám sát chặt chẽ các đối tượng, ban chuyên án đã dựng lên được đường dây. Theo đó, Lê Hồ Vũ và Nguyễn Chí Thiện cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, số lượng lớn từ Campuchia, sau đó vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Chân rết của Vũ và Thiện là hơn chục đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Một số đối tượng giữ vai trò cất giấu, vận chuyển, giao nhận ma túy. Các đối tượng còn lại làm đại lý bán lẻ trên địa bàn. Vào lúc 11 giờ đêm ngày 30 tháng 7 năm 2020, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với Cục Phòng chống ma túy tội phạm, Cục điều tra chống buôn lậu và lực lượng chức năng khống chế bắt quả tang Lê Hồ Vũ và Nguyễn Chí Thiện đang vận chuyển ma túy từ ô tô vào nhà riêng tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ 73 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tài sản vật chứng liên quan. Sau khi bắt giữ hai đối tượng, thu giữ vật chứng là ma túy, ban chuyên án chỉ đạo 10 tổ trinh sát tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai đồng loạt đột nhập, khống chế bắt giữ các đối tượng trong đường dây và khám xét khẩn cấp nơi ở, kho hàng nghi chứa ma túy của các đối tượng. Kết quả, ban chuyên án đã bắt giữ 11 đối tượng khác trong đường dây. Vật chứng thu giữ gồm 45 kg ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin cùng nhiều tài sản vật chứng có liên quan. Căn cứ lời khai của các đối tượng bị bắt giữ, ngày 3 tháng 8 năm 2020, trinh sát Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với đồn biên phòng Linh Huỳnh, Kiên Giang bắt giữ Nguyễn Trung Kiên khi đang ở trên tàu Super Long 8 để trốn sang Campuchia. Kiên sử dụng giấy tờ giả mang tên Nguyễn Thanh Tùng nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Kiên tại chung cư Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ được một số sổ sách ghi chép liên quan đến việc mua bán ma túy. Đấu tranh khai thác, Kiên thừa nhận là đầu mối điều phối cung cấp ma túy cho các đầu nậu tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Nguồn ma túy được đưa từ khu vực Tam Giác Vàng qua Campuchia về Việt Nam thông qua hai đối tượng người Việt Nam hiện đang sinh sống tại Campuchia. Các đối tượng đã sang thành phố Hồ Chí Minh khảo sát, lập nhiều kho hàng để chứa ma túy, sau đó giao cho người Việt Nam và người Trung Quốc quản lý. Ma túy được các đối tượng đưa vào các lõi giữa lốc máy xe ô tô. Máy phát hiện đã tháo rời các bình hình trụ sắt dài 1,5m x 0,35m, cất giấu trên máy xúc, máy xây dựng vận chuyển qua cửa khẩu Tây Ninh về thành phố Hồ Chí Minh tập kết vào các kho hàng.
Theo hồ sơ, Kim Xuân Xích là người rất am tường nghiệp vụ, từng nhiều lần vào tù ra tội. Từ năm 2000 đến năm 2016, Kim Xuân Xích phạm pháp 6 lần và phải chịu 6 bản án hình sự. Kim có 3 người con, nhưng vợ Kim không chịu nổi cảnh chồng đi tù như ăn cơm bữa, nên đã đệ đơn ly hôn. Sau khi mãn hạn tù, Kim đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội và trở thành người tình của Huỳnh Thị Hoa Chân. Để giúp người tình, Chân đứng tên thành lập công ty APE, đăng ký trụ sở không có thật ở đường Kha Vạn Vân, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức. Sau đó, dùng pháp nhân công ty Bình Phong này xuất đá xây dựng granite xuất sang thị trường Hàn Quốc. Kim Xuân Xích biết đá granite thuộc mặt hàng xuất khẩu có điều kiện, phải qua luồng đỏ, kiểm soát, soi chiếu khi làm thủ tục xuất khẩu. Nhưng nếu giấu ma túy bên trong các khối đá thì máy soi chiếu không thể phát hiện. Nguồn ma túy Kim lấy từ Vũ. Điều Kim không ngờ là mọi hoạt động của đường dây này không lọt khỏi con mắt trinh sát tinh tường của Công an Việt Nam. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tội phạm đến cùng, ngay trong đêm ngày 3 tháng 8 năm 2020, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau, các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Trần Hoàng Vũ và 3 đối tượng khác đang lẩn trốn ở Cà Mau. Tại cơ quan điều tra, Trần Hoàng Vũ khai biết công an đang truy bắt nên đã sử dụng chứng minh thư giả mang tên Nguyễn Văn Hùng để tránh bị phát hiện. Sau 3 giai đoạn của chuyên án, đến nay Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ 24 đối tượng, đủ căn cứ để khởi tố 24 bị can về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Tổng số vật chứng thu giữ là 164 kg ma túy tổng hợp, gồm ma túy đá, ketamin và thuốc lắc, 19 bánh heroin, nhiều tài sản là tiền Việt, đô la Mỹ, ô tô và xe máy. Ngoài ra, các đối tượng cũng khai nhận đã tiêu thụ chót lọt tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận vài trăm kg ma túy đá, ketamin, heroin và thuốc lắc. Đây là chuyên án điển hình về sự phối hợp giữa lực lượng công an, bộ đội biên phòng và hải quan trong công tác đấu tranh triệt phá thành công chuyên án. Đây là chuyên án điều tra triệt để, bắt giữ hầu hết các đối tượng trong đường dây trong một thời gian ngắn, thu giữ vật chứng với số lượng lớn là các loại ma túy, làm rõ được đối tượng cầm đầu ở nước ngoài, theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, thể hiện sự quyết tâm không ngại gian khó gian khổ của lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy.